Hai năm trước, Tít hay còn được gọi là Dâu Đen tấn công vào nhà tù Impel Down. Hắn thu nạp rất nhiều thuộc hạ cho mình, nhưng chỉ bỏ qua một kẻ rất mạnh được mệnh danh là hậu duệ của quỷ. Hai năm sau, phe ta đang chuẩn bị thực hiện một kế hoạch để đời có tên Lễ hội Hải tặc cùng với tên tù nhân hậu duệ của quỷ đó. Băng hải tặc mũ rơm cũng nhận được thư mời đến tham dự lễ hội hải tặc để có cơ hội lấy được kho báu của vua hải tặc Roger. Luffy cùng các đồng đội vô cùng hào hứng đến với một lễ hội rất lớn như này. Anh Hồ Lo đang bị thương trong sự truy đuổi của tên Hề Bắc Ghi là một trong số thất vũ hải và may mắn trốn lên được tàu Sunny. Sông Hải Lưu đang thay đổi, một cột nước khổng lồ bắn thẳng lên trên bầu trời mà ở trên cùng là một hòn đảo. Cuộc đua bắt đầu với rất nhiều hải tặc có tiếng tăm trong thế hệ tồi tệ như Kid, Killer, Apo, Ixtrek, Bonnie, Uraugi, BG và Hawkins. Ngoài ra còn có Bartolomeo, Cavendish, những người được coi là đồng minh của Luffy. Smoker, một phó đô đốc hải quân cũng tới đây. Băng hải tặc mũ rơm cũng bắt đầu cuộc đua với vị trí sau cùng nhưng nhanh chóng vượt lên. Lò đã lên tàu Sunny, cậu đang điều tra về mục đích của lễ hội này. Nhận thấy có điểm bất thường nên một nhóm người của băng mũ rơm đi theo Lò để điều tra. Còn Luffy cùng những người còn lại tiếp tục cuộc đua và nhanh chóng đạt vị trí đầu tiên đặt chân lên hòn đảo. Các băng hải tặc khác cũng nhanh chóng tiếp đất, một cuộc chiến vô cùng ác liệt diễn ra. Lúc này bên trong căn cứ của Feta thì Lo cùng với nhóm người của băng mũ rơm đã đột nhập thành công và biết được kế hoạch của Feta. Trên đường thoát ra bọn họ đụng độ phải Smoker. Ở bên ngoài trận chiến thì tên Hề Bắc Ghi là người đầu tiên lấy được một chiếc dương nhỏ là kho báu của vua hải tặc Roger. Vậy nhưng một vụ nổ lớn xảy ra khiến cả hòn đảo trên trời bị nổ vỡ vụn. Kho báu bằng một cách nào đó lại rơi đúng vào tay của Usopp nhưng nhanh chóng bị một tên to lớn cướp lấy. Hắn chính là kẻ được mệnh danh là hậu duệ của quỷ, cũng là kẻ gây ra vụ nổ tên là Bullet. Đúng lúc này, một hạm đội hải quân đang tiến về phía hòn đảo, mọi việc đều nằm trong kế hoạch của Feta. Những hải tặc nhanh chóng chạy trốn nhằm tránh đụng độ hải quân. Bullet bạo kích ra Haki Bá Vương khiến cho rất nhiều người ngã xuống, nhưng Luffy cũng không hề kém cạnh. Hai Habaki Bá Vương gặp nhau khiến cho một khu vực bị thổi bay. Ở bên trong căn cứ của Feta thì Law và Robin lại tiếp tục gặp một cựu thất vũ hải là Crocodile. Hắn đến tìm Law vì hắn đã có một kế hoạch. Ở bên ngoài nhóm siêu tân binh trong thế hệ tồi tệ đang thay nhau đối mặt với Bullet. Vậy nhưng vì hắn quá mạnh, mọi đòn tấn công về hắn đều không có tác dụng. Fujitora, một đô đốc hải quân cũng đã tới và đụng độ với Zoro. Ông đến đây để kiểm chứng trận chiến có chính nghĩa hay không. Những siêu tân binh lúc này gần như đã bị Bullet đánh bại. Với ý chí của mình, Luffy cùng với Gear 4 lao vào chiến đấu song phẳng với hắn nhưng lại nhanh chóng bị đánh bật ra. Lực lượng hải quân đã tràn lên đảo nên đã diễn ra một cuộc chiến cùng với hải tặc. Bullet có năng lực trái ác quỷ Gas.